Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức của Giải TV. Quân khu Campuchia báo đồng đỏ vì cháy lớn sân bay Dara ăn pháo củi từ Việt Nam nã sang. Kính thưa quý vị và các bạn, xung đột giữa Việt Nam và Campuchia đang ngày càng leo thang trên các khu vực biên giới. Một số thông tin từ người dân địa phương cho biết thêm rằng lực lượng quân đội Campuchia đã được điều động đến hàng loạt các tỉnh sau khi khoảng hơn 60.000 dân thường của Campuchia đã được di tản vào sâu trong khu vực biên giới của Đức này nhằm chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quy mô lớn kể từ năm 2015 đến nay. Một số những thông tin cho biết rằng quân đội Campuchia nhận được sự bảo trợ lớn từ quân đội Trung Quốc đã trở nên vô cùng tự tin. Các thông tin cho biết thêm nhờ vào sự bảo kê và đầu tư lớn từ phía Trung Quốc trong vấn đề có liên quan đến khí tài cá nhân thậm chí là một số tên lửa pháo cao xạ xe tăng xe bọc thép quân đội campuchia đã trở nên mạnh hơn rất nhiều thế nhưng nếu so với lực lượng quân đội chính quy của việt nam do khu vực biên giới tây nam nói riêng và miền nam của việt nam nói chung thì vẫn còn thua xa thế nhưng nhà lãnh đạo của campuchia đã trở nên quá tự tin nhờ vào sự bào chờ của ông tập cận bình thế nên hun sen đã ra sức sử dụng các lực lượng đối lập như là một công cụ nhằm thu phục với người dân Campuchia, chuẩn bị cho một khả năng đánh chiếm đất của khu vực họ gọi là Khmer. Vùng đất này bao trùm toàn bộ miền nam của Campuchia trong nhiều năm qua, người dân của họ luôn nuôi mộng rằng đây chính là đất của người Campuchia và họ cần phải lấy lại. Chính vì lòng tham như vậy khiến cho Hun Sen cùng với các nhà lãnh đạo quân sự Campuchia trở nên vô cùng điên cuồng, muốn tìm các giải pháp quân sự nhằm thu hồi các mảnh đất mà họ gọi là của họ như trên. Tuy nhiên, phía Việt Nam đang cho thấy rằng sự cứng trắng nhất định từ các tư lệnh quân đội dọc khu biên giới. Họ quyết định không nhường nhịn. Một số động thái cho biết quân đội Campuchia trong vài năm qua đã tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công vào cột mốc 203 tại khu vực Long An, cơ khẩu Điện Biên thuộc An Giang và khu vực Kiên Giang. Các khu vực này là cứ điểm luôn có những cuộc đối đầu quy mô nhỏ. Tình thế leo thang đến mức độ bộ đội biên phòng của Việt Nam của các tỉnh này phải tổ chức một đội quân vừa tổ chức chiến đấu vừa sản xuất, theo đó mô hình tổ chức quen thuộc là 400 người dân thì sẽ có 10 người tham gia công tác chiến đấu. Quân đội Việt Nam đã huấn luyện cho những người dân thường này chuẩn bị cho một kịch bản tấn công quy mô lớn bằng xe tăng và xe bọc thép. 10 người sẽ tổ chức vừa theo dõi quan sát tình hình khu vực bên kia biên giới vừa tham gia sản xuất tại chỗ theo tinh thần, vừa sản xuất vừa chiến đấu. Toàn bộ quá trình chuẩn bị như vậy đã cho thấy Việt Nam đã có một sự chuẩn bị công phu nhằm sẵn sàng cho một tình huống chiến tranh quy mô lớn dọc các tỉnh biên giới. Bên cạnh đó, một số thông tin từ các giới tường lĩnh quân khu 7 cho hay, quân đội Trung Quốc dưới hệ thống tình báo Hoa Nam đã mở rất nhiều công ty, thuê rất nhiều đất của Campuchia do các tỉnh biên giới giáp với Việt Nam Quá trình này người ta gọi là trinh sát thuộc địa. Chính sách thuộc địa của quân đội Trung Quốc khiến cho người Việt Nam vô cùng bất an. Đây cũng là yếu tố chính là nơi tụ họp binh lính mà Trung Quốc sử dụng để tấn công sang Việt Nam. Rõ ràng thì ngày càng cho thấy Campuchia của ông Hun Sen trở thành một chư hầu của Trung Quốc. Nếu không muốn nói là Trung Quốc đã mối biến ông Hun Sen và hơn 100.000 lính của Campuchia là một đội quân đánh thuê nhằm chống lại Việt Nam trên đất liền phía khu vực Tây Nam Á. Việt Nam và Trung Quốc, những đợt này có rất nhiều ân oán liên quan đến các khu vực chiến lược trên biển Đông và khu vực trên biên giới phía Bắc, điều đó khiến cho ông Tào Cẩn Bình nuôi dưỡng tham vọng muốn đánh bại đội quân của Việt Nam. Campuchia được sử dụng như là một quân bài nhằm thể hiện sự bành trướng của Trung Quốc ra các khu vực xung quanh hơn 4 thập niên sau khi Việt Nam đánh bại lật độ chế độ Khmer Đỏ rồi đưa đảng nhân dân Campuchia lên cầm quyền. Quan hệ giữa hai nước cộng sản anh em từng đồng hành với nhau trong giai đoạn lịch sử thì đợt này đã không còn gắn bó như trước, ngược lại càng nhiều chỉ dấu cho thấy Hun Sen dứt lại gần với Tập Cận Bình, chỉ mong lấy được số tiền còn con mà phía Tập Cận Bình viện trợ. Trong những ngày vừa qua, một số thông tin từ tình báo Mỹ cho hay rằng quân đội Trung Quốc đã thuê các căn cứ của Campuchia, khu càng biển nước sâu trên khu vực bán đảo Đội người dân địa phương đi để lấy khu vực đất này khiến cho toàn bộ người dân Campuchia vô cùng bức xúc, trong khi đó giới tướng lĩnh của Việt Nam thì hết sức đề phòng. Trước các thông tin bằng chứng như vậy, một số chỉ dầu cho biết khi đội quân Campuchia tổ chức tấn công đồn biên phòng và cột mốc 203 tư lệnh quân khu 7 đã phát lệnh tấn công, bắn hàng loạt các hỏa tiễn công phá vào toàn bộ sân bay trên bán đạo có Không. Hiện nay, đội quân Campuchia ứng phó trước khẩn cấp như trên Bằng cách báo động đỏ, thế nhưng lười phòng thủ tên lửa tầm xa của Việt Nam đã vượt qua khả năng phòng ngự của đội quân Campuchia. Khả năng tác chiến tên lửa của quân đội Campuchia cho thấy nước này vô cùng yếu kém. Lục quân Campuchia dưới sự đầu tư lớn lao của quân đội Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến trên bộ đối với Việt Nam đã không phát huy tác dụng trong trường hợp này. Hơn nữa, quân đội Trung Quốc lại không có sức đề phòng. Cảm giác không ngờ Việt Nam lại đưa ra hàng loạt các kế hoạch đánh chiếm một cách tả bạo như vậy. Trong một bài phóng sự đài VOA trước đó, người ta đã có sự phân tích về mối quan hệ trở nên phức tạp hơn. Phần lớn là do Campuchia ngày càng dứt lại gần hơn đối với Trung Quốc, một nước đang có tranh chấp trên chủ quyền đối với Việt Nam và một số nước khác trong khu vực Biển Đông. Trong bối cảnh Campuchia ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc, trong nhiều lĩnh vực như kinh tế an ninh quốc phòng và vấn đề quân sự các chuyên gia nhận định rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa việt nam và campuchia đang có nguy cơ tan vỡ tùy thuộc vào cách trung quốc sử dụng hình ảnh cường quốc của mình đối với hun sen và cách đáp ứng của campuchia trước những áp lực như vậy trong bối cảnh căng thẳng giữa campuchia và việt nam ngày càng gia tăng sau khi ba tàu chiến của trung quốc cập cảng thủ tướng hun sen dự kiến sang thăm trung quốc trong vòng thời gian này là một trong nhiều chuyến thăm Trung Quốc trong mấy năm gần đây giữa lúc hai nước đang chuẩn bị cho một cuộc tập trận lớn. Được cho là lớn nhất từ trước đến nay sẽ diễn ra ở tỉnh Campuchia vào tháng 5. Trước đó, Đài VOA đã trích dẫn một công hàm ngoại giao không được công bố nhưng Khmer có được từ hồi năm ngoái, bất đồng đã nộ ra giữa hai nước vì những vấn đề có liên quan đến biên giới sau khi quân đội Việt Nam đơn phương cán mốc dọc biên giới chưa được phân định trên biển ngoài khơi campuchia theo công hàm vào ngày 23 tháng 4 năm 2018 vào ngày 23 tháng 7 năm 2018 gửi đại sứ quán việt nam bộ ngoại giao campuchia đã đòi việt nam phải hủy các cột mốc đã dựng lên vài tuần trước đó công hàm cáo buộc nhiều lính việt nam và một cái phà trợ công nhân xây dựng đã đặt bốn mốc bằng sắt và ba cột mốc bằng bê tông phía biển gần khu vực biên giới một đảo nhỏ của campuchia nằm giữa bờ biển tây nam campuchia và phú quốc một hòn đảo mà trước đây campuchia từng tuyên bố thuộc chủ quyền của nước này và phản đối hành động của việt nam đồng thời phía việt nam gỡ các cột mốc nhưng quy luật đi ngược lại với hợp tác mà hai nước đã liên kết sau đó đài voa đã không liên lạc được với bộ ngoại giao của campuchia để yêu cầu bình luận về công hàm ngoại giao đó trong khi đó một viên chức đã được xin giấu tên vì không được phép bình luận nói rằng Tình hình tại địa phương giờ đã yên ắng hơn, nhưng phòng bình đang thảo luận về cột mốc này. Trong khi đó, một số bất đồng được giới cơ quan báo chí truyền thống nước ngoài cho rằng vụ bất đồng về các cột mốc biên giới do phía Việt Nam dựng nên không được đề cập đến và hiện vẫn không rõ phía Việt Nam có đồng ý tháo dỡ chúng theo yêu cầu của Campuchia hay không. Tuy nhiên, trong một số các động thái có liên quan, rõ ràng thì những căng thẳng giữa Việt Nam và Campuchia đang dần trở thành những xung đột tiềm tàng và dần trở thành những xung đột hiện thực. Nếu như trước đây, chỉ có các nhóm đối lập của Campuchia tìm cách chia rẽ địa chống Việt Nam trên các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới và lãnh thổ, thì hiện nay, tình hình này đã chính thức lan sang Bộ Ngoại giao của Campuchia. Hồi năm 2017, ông Hun Sen chính thức tiêu diệt các đảng đối lập dựa vào đó để khả năng tranh cử của ông ta vào cuộc bầu cử năm 2018. Đây là yếu tố mất đi nguồn cơn để khơi gợi chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Campuchia buộc Hun Sen phải bộc lộ bộ mặt thật của ông ta trong tinh thần chống Việt Nam. thì hiện nay Hun Sen lại đang đi theo dấu của người kẻ thù cũ của mình là Pol Pot. Hun Sen lại đang chứng minh cho Trung Quốc thấy rằng ông ta là một trợ thủ đắc lực, một đối tác có thể tin cậy được và là một kẻ chống Việt Nam kịch liệt nhưng tất cả sẽ dẫn Campuchia vào một hố sâu lớn, đó là việc thay đổi chế độ và đưa ra hàng loạt các mối xung đột mâu thuẫn. Khu vực biên giới đối với Việt Nam, trên các phương tiện nêu trên, Việt Nam đang giữ thế thượng phong khi có một lượng quân sự mạnh, nhưng sẽ dần mất đi nếu như quân đội Trung Quốc ngày càng gia tăng mức độ hiện diện tại Cambodia. Đây chính là yếu tố khiến cho các quốc gia trong khu vực trở nên lo ngại. Tiếp theo, một số tin tức mà chúng tôi mới vừa cập nhật vào chiều ngày hôm qua trang khmer time toàn tin campuchia và trung quốc sẽ tổ chức một cuộc tập trận quân sự chung tại huyện chanh ria tỉnh sereong campuchia nơi có chung đường biên giới tại tỉnh long an của việt nam nhằm tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng về các nỗ lực cứu hộ cứu nạn một động thái mà giới quan sát cho là nhằm gửi một thông điệp cứng rắn đến việt nam với sự hiện diện trung quốc đã có mặt ở đây đến thời điểm hiện tại hai nước trung cam đã công khai sự hiện diện quân đội của trung quốc ở các tỉnh dọc biên giới Tây Nam của Việt Nam. Trang Time cũng loan tin Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Thibang sẽ chủ trì lễ khai mạc cuộc tập trận Trung Cam nằm dọc biên giới giữa tỉnh Xoay Riêng và tỉnh Long An của Việt Nam. Trang này dẫn lời tưởng Samphan, Quốc vụ khánh Bộ Quốc phòng Campuchia. Ông Samphan cho biết, có tổng cộng 10.000 binh sĩ mỗi quốc gia 5.000 người sẽ tham gia tập trận này và máy bay trực thăng, xe tăng, pháo phòng không tên lửa hành trình hiện đại nhất của Trung Quốc cũng sẽ được sử dụng. Một sĩ quan chỉ huy tác chiến cho biết quân đội hai nước Trung Cam sẽ tấn công vào các mục tiêu giả định trên không và trên bộ, với khoảng cách mục tiêu từ 100 km đến 300 km. Những động thái hết sức bất ngờ này cho thấy, chư hầu Campuchia đã vâng lệnh Bắc Kinh để tấn công Việt Nam bất kể khi nào Trung Quốc muốn. Hiện nay, các phe nhóm tranh giành quyền lực trong đại lục, Bắc Kinh rất cần đến một cuộc chiến ngắn ngủi để giải quyết mâu thuẫn đang diễn ra khốc liệt trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bắc Kinh rút kinh nghiệm thất bại nặng nề trong cuộc tấn công vào 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam vào năm 1979 bằng cách môi chuộc được thêm chư hầu Campuchia ở biên giới Tây Nam, nhiều căn cứ quân sự được Trung Quốc xây dựng, trang bị vũ trang hiện đại, các tỉnh của Campuchia nằm sát nách với 10 tỉnh của Việt Nam. Trong mấy ngày này, các tỉnh biên giới Tây Nam của Việt Nam như Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang, người dân đã thấy các xe tải quân sự được phủ bạt kín liên tục xuất hiện đến và đi, cả ngày lẫn đêm. Vào chiều tối ngày hôm qua, nhiều người dân địa phương đi ngang qua các doanh trại quân đội này. Họ đã thấy xuất hiện nhiều binh lính Việt Nam đồn trú, các doanh trại quân đội. Đây là những động thái địa phòng từ phía Việt Nam. Theo một nguồn tin nội bộ cho biết, trong mấy ngày nay, Bộ Quốc phòng gấp rút chuyển quân đến khu vực Tây Nam, nơi có quân khu 7, quân khu 9, quân đoàn 3 và 4, các khu vực giáp tranh với bốn tỉnh này, đã được báo động đỏ cấp 1, luân phiên nhau sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất ở các tỉnh biên giới đang có sự hiện diện của quân liền Trung Cam. Cuộc tập trận chung này nhắc nhở người dân Việt Nam liên tưởng đến cuộc chiến cuối năm 1978 đầu năm 1979 với quân Khmer Đỏ do tập đoàn Bốt chỉ đạo được hậu thuẫn từ Bắc Kinh đã tấn công vào lãnh thổ Việt Nam sau khi bị quân đội Việt Nam phản công. Chỉ vẹn vẹn một tuần lễ chứ hầu bom bốt đã bị sụp đổ hoàn toàn. Và giờ đây, Thủ tướng Hun Sen được Việt Nam giúp đỡ xây dựng chính phủ và đưa ông lên làm Thủ tướng Campuchia lâu đời nhất trên thế giới. Sau hơn 35 năm, Thủ tướng Hun Sen lại đi vào vết xe đỗ của chính mình. Giờ đây, Hun Sen đã 70 tuổi nên có thể vì tuổi tác, sức yếu thường xuyên phải sang Trung Quốc chữa bệnh dẫn đến lù lẫn quên mất bài học cách đây 41 năm về trước. Một nguồn tin nội bộ cho biết Thiếu tướng Lê Bụ Tuấn, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng quân khu 7 đã có buổi làm việc với tỉnh Long An để kiểm tra một số công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập. Đến 15 giờ chiều nay, người dân quanh khu vực này đã chứng kiến nhiều máy bay trực thăng của Việt Nam liên tục bay lượn trên bầu trời biên giới Tây Nam. Đây là động thái đáp trả tương xứng của Việt Nam đối với quân đội hỗn hợp Trung Cam và đây cũng là lời cảnh báo từ chư hầu Campuchia nên chấm dứt ngay các động thái khiêu khích đe dọa Việt Nam. Bản tin của chúng tôi xin được phép kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến về chiến sự giữa Việt Nam, Campuchia và Trung Quốc để gửi đến quý vị trong những bản tin tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe tin tức.